shop nick tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đậu xanh. Ok, một mạng đầu tiên. Đơn giản thôi mà anh em. Điều quan trọng là mình sẽ quần máu cái đã. Ok, quần máu luôn chứ sao phải ngại. Sao anh không nhảy khu khác vậy? Đơn giản là anh không có thích thôi. Nên là anh không nhảy khu khác em ơi. Anh thích nhảy cái khu này cơ, cảm giác nó cơ động hơn. Mà nó lại còn kiểu đông vui nữa mọi người ạ. Ok này, MP40 này hợp lý. Let's go luôn nào mọi người. Ở đây có một cái giáp 2 thì à. Còn gì nữa không đây? Ồ, bằng súng 2 này. Ok luôn, bằng súng 2 hợp lý. Đi nào anh em. Ơ, súng điện đi, mình vứt đi. Súng điện không xài mọi người ạ. Chúc anh may mắn lần 2 hả? Ok, cảm ơn mọi người. Tầm này thì... Ơ, cái đậu xanh, đây hả? What the hell, thanh niên, bị sao vậy? Nó đang bị lag thì phải em ơi. Nó đang bị lag này. Chắc là thằng này nó bị lag rồi nên là mình hạ gục nó đơn giản thôi mà anh em. Xem nó còn gì nữa hay không này. Lượm thêm túi máu này hợp lý này. Thêm máu nữa đi. Ok. Lúc này thì mình đang ít đạn tiểu liên quá. Xíu lượm thêm thôi. Nòng súng nữa hả? Ok ok ok. Có cái ống ngắm mô đích nhưng mà thôi kệ đi. Tầm này thì lên cổng trời nhà mọi người. Có chảo này, đi thôi. Lag anh ơi hả, mọi người kiểm tra coi xem là như nào. Mình thấy là chất lượng ok mà không có lag đâu nha mọi người. Anh em kiểm tra lại giúp kẹo nhá. Rồi xong mình lên tận phía trên này nhưng mà cũng chưa thấy người cơ. À có nâng giáp. Nâng giáp này thì không có mì đâu anh em, an thoải mái luôn này. Giá đỡ súng hả? Giá đỡ súng thì mình không xài nha mọi người. Đơn giản thì không thích nên là không có xài thôi. Ui đậu xanh. Làm sao đấy? Làm sao đấy bạn ơi, chỗ nào vậy? Ok ok. Nó đang ngay trên nhà gà công ạ. Bình tĩnh. Nhà gà cơ hả? Qua đây qua đây. Thằng bé đang ngay trên nhà gà thôi anh em ơi. Có giỏi thì cứ qua đây nhé. Ok qua đây. Có liệu này. No liệu nha em. No liệu nha em. À gắt phết anh em ạ. Thằng bé đây. Thằng bé đây. Thằng bé đây rồi. Ok. Thanh niên này. Tính sơi mình hả? Sơi mình đâu có dễ đâu mọi người. MP40 đây rồi nhé, quần máu full. Hợp lý. Đây các bạn ơi, thì mình sẽ quần máu full cẩn thận thôi nha mọi người. Ông ngắm một đích này. Rồi nhé, ngon lành luôn. Thế này đã ổn chưa anh em? Ok ok, đi. Qua bên này chúng ta có gì đây? Có mỗi cái ba lô 2 thôi. Kệ nó đi. Để lại đấy. Ngay chỗ mình nhảy ra bom rơi nhưng mà thôi kệ. Thì sao? Hiện tại thì mình vẫn đang full đó là 200 trên 200 máu nha anh em. Lượm thêm đạn tiểu liên này. Gắt quá anh ơi. Gắt bình thường thôi em. Hiện tại thì mình đang dùng điện thoại Xiaomi Black Shark 2 nha mọi người. Sợ anh em không nghe rõ để cho cái mic nó gần hơn xíu. Ok, không biết là các bạn đã nghe rõ hơn chưa? Đi thôi nha em ơi. 2-3 người chơi đã hả? Tầm này thì chúng ta sẽ xuống dưới khu dân cư mọi người ơi. Xuống dưới đấy còn săn mặt đó nhỉ? Hay quá chú ơi, ok cảm ơn mấy đứa nhá. Được
xuống dưới này xem là người đâu cả rồi nha các bạn ơi. Chịu hẳn, chịu hẳn. Còn 22 người chưa nữa cả. Ok. Ai mình nghe thấy tiếng gạ xong gạ chảo nha mấy bên này hả? Bên này có người các bạn ơi. Nghe kiểu tiếng gạ dao gạ chảo nó rất là rõ nhá. Ok ok đây. Mãi chỗ này hả? Ờ mình không chặn nữa cơ. Đây rồi, đi rồi. Bên này, bên này. Bên này đấy. Chạy đâu em ơi? Chạy đi. Làm sao? Chạy đi em ơi. Chạy đâu em ơi? Dựng bom keo cả. Dựng bom keo cả. Làm sao đấy? Làm sao đấy? Qua đây. Có giỏi qua đây. Làm sao? Cứ qua đây. Ok. Làm sao đấy? Qua đây bạn ơi. Qua đây bạn ơi. Thanh như này. Tính sơi mình đấy hả? Sơi mình thì không hề dễ một xíu nào nha các bạn ơi. Đây bây giờ tha hồ đồ để cho anh em xài nhá. Vứt cái khẩu súng điện đi. Đó lượm cái khẩu shotgun mini là hợp lý rồi. Quan trọng là mình sẽ vào nhà và quấn phun màu đã. Ui. Vướng cái hàng rào đâm ra là anh em không nhận được vào nhà. Ok ok đây. Đứng tạm đây quấn máu là hợp lý rồi nha anh em ơi. Để cái mic nó cao lên xíu này. Mic hơi thấp đâm ra là mình chơi game nó chạm vào mic cơ. Đạn súng trường quá nhiều rồi. Nếu khi là mình sẽ vứt bớt liệu choáng đi. Đơn giản là xài không có hết mà. 4 kill rồi anh em ơi. Quay gấu ra luôn, ngon. Thế này thì nó lại ngon quá nhỉ anh em ơi. Tự nhiên kiếm được cái khẩu ra này. Đã ghê. Ngon lành cành đào luôn ấy chứ mọi người. Rồi sau phía trước, phía 300 thì có một cái con xe sinh dương hai chỗ. Ok, tôi chạy qua. Chạy qua lấy xe đi săn mạng mọi người ơi. Nhận đệ không anh? Không em ơi. Anh chơi gà thế này thì dám nhận ai hả em? Có lẽ là chúng ta sẽ nên lên lại phía cổng trời nhá mọi người nhá. Lên lại trên này để còn kiếm người nữa nào. Anh chơi Hazato đi hả? Ok, nếu như anh em thích thì xíu mình chơi cái con nhân vật Hazato luôn nhá. Bây giờ hiện tại là đang chơi cái con nhân vật mới Raphael. Có phiên bản mới đây này. Nó không phải là thính, nó là một chiếc xe motor chắc nên là mình không có cần đến. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chạy thẳng qua phía bay độ nha anh em. Chạy thẳng qua đây luôn để cùng kẹo đi săn mạng nè các bạn ơi. Ui, hơi xa, hơi xa. Thính hơi xa nhưng mà không có sao đâu. Quan trọng là chúng ta thính người thôi mọi người ơi. Người đâu rồi ta? Ui, 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 ui. Gì đấy mọi người? Lái xe quá ngáo các bạn ơi. Cái này người ta gọi là tài xế ngáo đá hả mọi người? Có giảm thanh này. À, thật ra thì giảm thanh mình có từ nãy cơ. Ngoài ra thì nhân vật Raphael cũng đã có sẵn cái tính năng giảm thanh. Hơi thừa nhưng mà cũng kệ. Rồi ok. Đây chạy thẳng lên phía trên nha anh em. Ơ có đường ra này, có đường ra này. Hợp lý. Bên dưới còn người nữa hả? Ok ok. Nhanh xuống dưới còn hạ người nữa anh em ơi. Ok ok đây. Đúng rồi còn 12 thằng nữa. Làm sao các bạn đâu rồi đây. Mình xuống dưới này ngay nhá. Chỗ nào? Lên tiếng. Ui, nó bị đai mất tiêu rồi. Có ai không vậy? Không luôn. Phát này có vẻ hình căng, hình như là địch nó ở ngay phía trước này. Tôi nghĩ là vậy. Đây đây. Ui dồi ôi. Tai nạn xe đai luôn em ơi. Số nhỏ thế nhỉ. Ok, thế hóa ra là mình có được 5 kill rồi. Đơn giản thôi. Lúc này thì trong ván đấu của chúng ta đang còn đó là 11 người chơi nữa. Rất là đông mọi người ơi. Thế để tôi xem tôi còn hạ chúng nó nữa nhỉ anh em. Ui. Rồi 11 thằng nữa. Cố lên thôi. Cố lên còn này kiếm lấy trận thôi một nữa nhỉ. Con đoàn mình quên chưa có nâng cấp bệnh xíu. Nâng cấp sau nha anh em. Đây lên trên này các ông ạ. Để tôi coi.
Làm sao? Anh em có nghĩ là ở cái phía thính này có người không vậy? Mình nghĩ là sẽ có người các bạn ạ. Cứ chạy qua đã. À, phía trên. Phía trên này có một đứa nha. Hợp lý, bình tĩnh. Lên anh em ơi. Thằng này, cho mày lên bảng này, chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi, đúng rồi. Chạy đi mày. Ui, chạy đi mày. Lên bảng đếm số này, 6 kill. Thanh niên này hả? Nãy anh nhìn thấy chú rồi nhá, chú làm sao mà chạy được không? Chạy là chạy thế nào hả mọi người? Ok luôn. Không tốn một giọt máu nào cả và mình đã có được 6 kill. Đó. Lại qua phía này con nào. À đây, gì vậy? Đứng lại, cái đậu xanh nó vẫn chạy này. Tôi sẽ phải lấy xe chặn đầu xe nó luôn. Hay lắm em ạ, hay lắm. Hay lắm em ạ, mày chạy đâu? Mày chạy đâu em ơi? Hay lắm đứa. Good game này. Uầy, câu liệu hơi ngu. Phải trưởng. Thế này thì hơi gắt rồi các bạn ơi. Kẹo câu liệu hơi ngu anh em ạ. Bên trên chỗ nó dựng hơi nhiều đồ đấy. Tôi cũng kệ nó vậy à? Câu liệu xuống ca. Làm sao đấy? Có giỏi xuống đây em ơi. Chả nhẽ mình lại nhốt nó không cho nó xuống nhỉ anh em. Đứng đây chờ đi. Đứng ngoài chờ làm sao? Làm sao bạn ơi? Gạ dao gạ chảo các mình có hai quả liệu chóa này. Ăn liệu chóa đây em ơi. Ăn liệu chóa đây em ơi. Vẫn lỗi. Vẫn fail luôn. Khó hiểu. Xuống đây. Xuống xe. Anh bảo chú giúp cơ mà. Đúng rồi, xuống xe này. Cái đậu xanh này. Bảo rồi xuống xe không chịu nghe cơ, cứ thích nhây cơ. Nhây nó vừa phải thôi cho em. 7 kill rồi, ok. Ê, có địch. Có địch anh em ơi. Tầm này thì địch nó đang ở rất là gần nha mọi người. Còn chưa phun máu nữa nên chưa tự tin lắm. Đi thôi. Đây hả? Ok, lên bảng. Xong luôn mấy thằng này. Nó cứ đòi xơi mình là như nào nhỉ? Hợp lý. Có bo thôi mọi người ơi. Cố gắng cái trận này làm trận tốt một lần nha anh em. Rồi nhé, để mình chạy vào mo trước cái đã. Hãy mất xem rồi. Tình hình là trận đấu này càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn nữa rồi anh em ơi. 5 thằng nữa. Làm sao cố gắng hạ nốt 5 đứa rồi là còn kiếm tốt một đấy nhỉ. Ui dồi ôi. Thử coi. Không biết là chỗ nó có ở bên này không nhỉ anh em. Tại thấy bây giờ là kiểu đang vắng quá, mình chạy qua nhưng mà lại không có thấy ai này. Có thể là ở trên cổng trời vẫn đang còn người này nên là mình cứ chạy qua bên này coi. Ồ, không có anh em ạ, trống trơn luôn. Rồi nhé, ok. Qua phía này. 5 thằng nữa, đây rồi một đứa đây. Một đứa ngay đây rồi anh em ơi, cái đậu xanh này chạy đâu. Chạy đâu em ơi, ui bao thu. Gắt quá nhỉ anh em, không đùa. Bo thu kiểu này thì hơi gắt rồi các bạn ơi. Xe bắn xíu nữa thôi thì xe nó đã nổ rồi nha em ơi. Khá là căng thẳng. Trong nhà này lại không có người, tầm này thì có khi là chúng ta lên trên. Lên trên nó sẽ có một cái thế rất là có lợi nhá. Chẳng qua là mình cũng đang ngại xem là không biết là có thằng nào nó canh ở trên hay không. Nó canh ở trên thì các bạn vỡ mồm. Oh my gosh. Ok, không sao. Chưa thấy ai cả. Rồi nha. Lúc này đã còn 4 người chơi nữa. Của tôi nghĩ là chúng nó vẫn đang ở ngay cái phía kho quân sự này. Anh em tin không? Thế luôn. Cái kiểu này thì rất là khả năng cao có người ở kho quân sự nhá. Đi qua đây, qua đây. Hay quá anh ơi hả? Ok, cảm ơn các bạn nha. Các bạn chia sẻ livestream để ủng hộ cho mình nhá. Rồi nha, còn 4 thằng nữa. Anh em đoán xem tốt một này không? Có người. Cái đậu xanh hơi khoai. Pha này hơi khoai không đùa. Hơi khoai đấy anh em ạ, không đùa một đứa trên này rồi. Làm sao đấy? Qua đây mày. Cái đậu xanh này qua đây. Ok, bị hạ luôn. Lên trên. Gắt vậy, đi đâu cũng thấy người này. Ghê vậy ai chơi. Cái đậu xanh này. Làm sao đấy?
Làm sao đây? Ghê vậy ai chơi? Ghê vậy ai chơi? Ui, hơi bị căng. Hơi bị căng các bạn ạ. Thằng cuối, thằng cuối. Thằng cuối đang ở dưới. À đù. Cái đậu xanh. Cái đậu xanh làm sao vậy? Ui. Hơi bị gắt nha mọi người. Hơi bị gắt nha mọi người. Yes, top 1 11 kill. Wow, tuyệt vời. Ok, ngon lành. Trời ơi, mấy ông chơi tôi á. 29 mắt xem này và mình đang có 11 kill top 1 nha anh em. Tuyệt vời. Thế là xong thôi. Đơn giản. Ok. Thế này thì chuẩn bị đã lên được kim cương 2 rồi anh em ơi. Kết thúc trận đấu với 11 kill nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.